anh xin em đừng bày tỏ thái độ bằng sự vô cảm và chẳng quan tâm. Thật khó nói khi em làm lỡ đi những cuộc gọi trong sự âm thầm. Anh xin lỗi với tất cả mọi việc nếu như thật sự mà anh có làm sai, nhưng anh không nghĩ là mình đã sai chỉ vì lời nói mà người đồn đại. Anh có dạy cũng không thiểu năng để hiểu và tìm những thứ anh cần. Anh có ngu cũng không đến mức là không thể cảm nhận được em đang giận. Anh chỉ hẳn là anh không thể bên cạnh và lau nước mắt cho em, đem hơi ấm từ đôi bàn tay trẻ nhẹ lên trên bờ mi ướt mềm. Làm sao anh yêu người khác hả khi hạnh phúc của anh là em? Lý do đâu anh bên người khác khi vòng tay em là sự êm đềm? Lúc nhắm mắt hay lúc mở mắt anh đều nhìn thấy khuôn mặt của em. Liệu lúc nào đó anh có kiếm thính giọng nói của em vẫn sẽ đi kèm bên trong ký ức? Thức cùng anh qua từng đêm vắng, phút lạnh tánh em là ánh sáng trốn màn đêm và là hơi ấm khi trời đang lạnh. Có là anh thì em mới biết là em quan trọng với anh thế nào, và có là anh thì em mới hiểu vị trí của em như là một vì sao vậy. Đây là sự quan tâm em xem rẻ và cho là phiền. Ngờ nếu vấn đề chính là sự tự do mà em bỏ mặc anh một cách tùy tiện thì anh sẽ chẳng dám nói gì cả, vì đơn giản anh không có quyền để có thể lo và lắng cho em trong vài giây phút bằng lời cầu nguyện. Sự xem thường chẳng phải ánh mắt hay là một câu nói từ em phát ra, mà là khi anh đã nói rất nhiều mà chẳng một lời từ em đáp trả. Anh đã vấp ngã rất nhiều lần nhưng lại cố gượng cùng niềm đau, nên xin em đừng xấu anh lần nữa để cho con tim này phải tím màu. Đâu phải anh muốn vậy đâu, chẳng phải anh đã nói từ đầu là khi yêu em anh dẹt cả tất cả đi, mọi thứ khác xuống đáy vực sâu. Anh sẽ phải phản lại cả thế giới để mang nụ cười hạnh phúc cho em. Dù người ta cho anh gì nữa anh cũng làm ngớ là anh chớ thèm, vì đối với anh như vậy là đủ cả một vũ trụ ôm trọn trong tay. Và điều anh muốn là làm mọi thứ để có thể quan tâm em thêm một ngày. Ai vì em và em cần ai, việc ai cần em và em vì ai, anh chẳng quan tâm. Dù anh vì em mà em vì ai mà anh làm sai, cãi nhau cũng chỉ là cớ để mất mớ một phần đến nhau. Thật sự mà nói là em không thể biết là anh yêu em đến cỡ chừng nào. Tiện nhịp đập trong anh đưa tay cảm nhận xem, em là bốn ký tự tên em làm anh phải thức đêm đêm. Chàng gian là nơi em đến mang ánh sáng cho cuộc đời anh, khi thì giác anh nhìn vào em làm xóa không gian bầu trời hiu quạnh. Phương hướng của anh đã mất, chẳng thể tìm được một lối ra. Sự quyến bác của anh cũng mất, cũng chỉ vì tại do em thôi mà. Em là một cô gái không hề lo ngại về chuyện tương lai, chính vì điều đó làm anh ái ngại, vì đường ta bước thật sự còn dài. Là lý do mà anh lo lắng, là lý do làm anh không vui. Tất nhiên mọi việc mà anh ấy nói chỉ vì anh sợ anh bị chôn vùi. Cả một thế giới đứng trước mặt anh mà anh không thể giữ chặt trong tay. Với vài dòng chữ làm sao nói hết cơ bản tâm trạng của anh là vậy. Anh chính là một đứa bé mang tang xác một thằng con trai đấy. Em thấy những việc anh làm vì em có đáng để em thế này không? Production.